Hội chợ bò giống Vinh Nghĩa Mang Thích Vĩnh Long xin chào cô chú chị và các bạn gần xa nha. Hôm nay trại có gì luôn đây, 10 con rất là đẹp luôn anh chị ơi, 5 con 3B nha, 5 con 3B và 5 con kem, hàng siêu mẫu anh chị. Chân móng rất là lực, em để mình quay xa xa cho anh chị coi. Bò này cao 1m14 rồi, 1m14-15 nha. Hết ý cái lô bò ngày hôm nay luôn, siêu lực nha, 5 con 3B, 5 con kem. Xương rất là lớn nha anh chị. Lô này 10 con, quay một cái một luôn cho anh chị luôn. Bò này nằm 8 tháng nha anh chị. Thì 10 con này mình bán là giá 17 triệu 500 một con nha. 17 triệu 500 một con. Ôi dồi, con quay bay sám này hết biết cái đoạn nó dài cái lưng như tấm thớt. Xương rất là lớn nha, cái mẫu bò này mà xương rất là bự thì mình nuôi rất là mau lớn. Rồi giá là 17 triệu 500 là cái lô này 10 con nha. 5 con 3B, 5 con kem. Lưng đôi luôn anh chị ơi, hết sức ụt ịt rồi, muốn bò luôn. Cái đầu nó bự mà mặt nó cục, xương nó to, móng sò đẹp. Mới xuống xe mình quay liền cho anh chị luôn nha. Thì lô này 10 con, đồng giá là 17 triệu 500 một con. Anh chị theo ý con nào? Cái năm của bò kem này. Sung ghê, sung cứng tháng mà mạnh. Rồi lô này anh chị ưng ý con nào cặp nào thì liên hệ với trại bò mình ở Mang Thích Vĩnh Long nha. Lô này 10 con, giá 17 triệu 500 một con nha, con nào cũng vậy. Tại vì chiều cao với cân nặng nó tương đương ký hơi với nhau hết. Bò này 8 tháng nha. Rồi mình quay lại bận đó anh chị ưng ý con nào cặp nào thì liên hệ với trại bò mình nha, ở Mang Thích Vĩnh Long. Mình thu mua bò thịt số lượng lớn nha, anh chị có thì alo mình nha. Đây cái mẫu bò lỡ thì ngon quá trời ngon. Xương nó bự nè, đòn nó dài. 10 con nha, đồng giá là 17 triệu 500. Còn anh chị có xe lại chở bán 17 triệu luôn. Có xe lại chở thì bán 17 triệu luôn, con nào cũng bắt nào bắt. Hết phòng cái con bê này cứ. Lưng hết phòng cái lưng. Ôi ở cái lưng con nào cũng đấy kìa. Lực cái con này lớn xương lắm. Rồi xin chân thành cảm ơn anh chị gần xa đã tin tưởng giọng hò trại bò Vinh Nguyễn Vĩnh Long nha. Thì chúc cho anh chị mình chăn nuôi thành công nha. Bò này mà nuôi không bự, đúng biết bò nào bự. Hết hồn con đang lực sĩ.